Video này là dành cho các bà, các chị, các cô đang có vấn đề về xương, loãng xương và dành cho những người mà không thích sự phức tạp, cần sự đơn giản, không muốn nghe nhiều những thứ khó hiểu. Và đây là clip dành cho các bạn. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về siêu thực phẩm tốt cho xương của bạn trong video này nhé. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Vũ Đại Dương. Và như thường lệ, bác sĩ có một cái nhóm Zalo. Các bạn có thể tham gia vào nhóm này bằng cái đường link phía dưới mô tả video. Khi tham gia vào đây, các bạn có thể trò chuyện trực tiếp cùng với bác sĩ cũng như là các bạn khác và đặt ra những câu hỏi về vấn đề dinh dưỡng, hoặc đơn giản là các bạn có những cái vấn đề về sức khỏe, có những thực phẩm chức năng mà không biết sử dụng như thế nào cho tốt thì các bạn có thể hỏi bác sĩ nhé. Và quay trở về vấn đề ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những thực phẩm mà tốt cho xương của bạn. Số 1 đó là các loại rau sẫm màu. Đầu tiên là cung cấp canxi, ai cũng biết rồi là sẽ tốt cho xương của bạn. Tuy nhiên, ngoài cái việc lấy canxi từ sữa và các sản phẩm từ động vật, tại sao không lấy từ rau? Bởi vì rau cũng là một nguồn canxi rất là tốt và chúng ta hãy lấy cả hai, từ sữa và cả từ rau, đúng không nào? Và cái sự lựa chọn tuyệt vời đó là các loại rau mà có màu xanh đậm sẽ cung cấp canxi cho chúng ta. Có thể kể đến rất nhiều loại như cải ngọt, cải thảo, cải xanh, rau bina. Ví dụ một chén củ cải xanh, tiếng Anh gọi là tulip greens, khi mà nấu chín lên thì sẽ cung cấp cho bạn khoảng 200mg canxi. Ngoài ra thì các loại rau có màu xanh đậm thì cũng cung cấp cả vitamin K và sẽ giảm nguy cơ bị loãng xương. Rất đơn giản. Và thứ hai đó là bạn không nên bỏ qua hai anh bạn này. Hai cái chất dinh dưỡng ít được mọi người biết đến để giúp cho xương khỏe mạnh đó là kali và magie. Nếu như mà thiếu đi magie thì bạn sẽ gặp vấn đề về cân bằng vitamin D. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe xương của bạn. Cũng như là kali khi cung cấp sẽ trung hòa cái lượng axit trong cơ thể và từ đó sẽ làm chậm quá trình hủy xương. Và một cái cách rất đơn giản để có thể cung cấp cả kali và magie cho cơ thể đó là khoai lang. Các bạn có thể sử dụng khoai lang nướng. Một củ khoai lang nướng cỡ vừa thì sẽ cung cấp cho bạn 31mg magie và 542mg kali. Rất đơn giản đúng không ạ? Khoai lang là thực phẩm số 2. Thứ ba, hãy bắt đầu ngày mới của bạn với thực phẩm này. Thêm một quả bưởi vào bữa sáng, hoặc là những cái thực phẩm mà thuộc họ cam quýt, những loại quả mà có muối. Những loại thực phẩm này thì sẽ cung cấp rất nhiều vitamin C. Vitamin C thì được chứng minh là sẽ ngăn ngừa tình trạng mất xương. Với một cái quả bưởi cỡ trung bình sẽ cung cấp cho bạn khoảng 88mg vitamin C. Và nếu như bạn không thích ăn bưởi hoặc là quá nhiều thì bạn có thể sử dụng cam cũng được, nó thay thế cho bưởi. Loại số 3 đó là bưởi hoặc cam. Thực phẩm số 4, tại sao không ăn thử một quả sung Mỹ nhỉ? Nếu như các bạn đang tìm kiếm một loại trái cây mà giúp tăng cường sức khỏe của xương thì sung Mỹ là một cái lựa chọn tuyệt vời. 5 quả sung tươi thì chỉ cung cấp cho bạn khoảng 90mg canxi, cũng như là các cái dinh dưỡng khác tốt cho xương là kali và magie. Sung tươi thì trồng rất nhiều ở Mỹ. Nếu như các bạn gặp khó khăn trong việc mua sung tươi thì các bạn có thể là mua sung khô, sấy khô cũng được. Một nửa cốc sấy khô thì sẽ cung cấp cho bạn khoảng 121mg canxi. Và thực phẩm thứ tư, sung Mỹ. Thực phẩm số 5 đó là cá ngừ hoặc là cá hồi đóng hộp. Các loại cá hồi, các loại cá béo thì sẽ cung cấp cho các bạn rất nhiều các cái chất dinh dưỡng, đặc biệt là canxi, vitamin D và omega 3. Nhưng tại sao lại phải là đóng hộp? Bởi vì khi đóng hộp thì cả xương của nó cũng ở trong hộp và đã được hầm nhừ chín rồi. Vậy cái hàm lượng canxi trong các thực phẩm này đóng hộp sẽ cao hơn. Và loại số 5 đó là cá hồi hoặc cá ngừ đóng hộp. Số 6 đó là một chiếc bánh sandwich phết bơ hạnh nhân cao cấp. Một chiếc bánh mì các bạn có thể làm bánh mì nguyên hạt, bánh mì đen và phết một cái lớp bơ hạnh nhân lên. Bơ hạnh nhân là một cách vô cùng dễ dàng để tăng cái lượng canxi vào trong chế độ ăn của bạn. Hai muỗng canh bơ hạnh nhân thì chứa tới 111mg canxi. Ngoài ra thì bơ hạnh nhân còn cung cấp cho chúng ta cả kali cũng như là protein hỗ trợ cho xương của chúng ta chắc khỏe hơn. Như vậy là thực phẩm thứ 6 chúng ta cần phải nhớ đó chính là bơ hạnh nhân. Loại số 7 đó là sữa đến từ thực vật. Đương nhiên rồi, các loại sữa đến từ động vật thì cung cấp rất nhiều canxi cho chúng ta. Tuy nhiên thì những loại sữa đến từ thực vật thì cũng sẽ cung cấp loại này. Những loại sữa này thì sẽ được làm từ đậu nành, từ hạnh nhân hoặc làm từ dừa. Những loại sữa này thì ở trong cửa hàng đã có tăng cường về vitamin D cũng như là canxi để giúp cho xương chắc khỏe. Các bạn có thể check nhãn. Và các cái nguồn sữa này sẽ dành cho những ai mà bị dị ứng đối với sữa từ động vật, sữa bò. Loại số 8 đó chính là đậu nành.
đậu nành hay đậu phụ là những cái món ăn dành cho những người ăn chay, và gần như đây là loại siêu thực phẩm cung cấp cực kỳ nhiều các loại chất dinh dưỡng, và canxi cũng không nằm ngoài cái số này. Ở cấp độ phụ, giàu canxi sẽ chứa tới khoảng 860mg canxi. Ngoài ra thì nó còn được nghiên cứu có rất nhiều cái lợi ích khác, cũng như các chất dinh dưỡng mà tốt cho xương của bạn. Và một cái chất là isoflavone trong đậu nành thì sẽ giúp cho phụ nữ ở độ tuổi mãn kinh ngăn ngừa cái tình trạng là loãng xương. Loại số 9 đó chính là trái cây khô. Nghiên cứu chỉ ra rằng nếu như chúng ta sử dụng trái cây khô làm thực phẩm và ăn thêm loại thực phẩm khác giàu canxi và vitamin D thì sẽ ngăn ngừa được tình trạng loãng xương. Và thứ 10 đó là lựa chọn chất tạo ngọt thông minh. Ở đây bác sĩ sẽ khuyến nghị các bạn sử dụng cái mật dỉ đường, trong tiếng Anh đó là molasses. Cái mật dỉ đường này là một cái chất tạo ngọt và nó không giống như các loại đường trắng khác hoặc là những chất ngọt khác. Nó rất tốt cho sức khỏe và giàu canxi. Cần một thìa siro ngọt cái chất dỉ đường này thôi, bạn đã cung cấp khoảng là 41mg canxi rồi. Và bạn có thể làm được rất nhiều những cái món ăn từ cái chất tạo ngọt này. Các bạn có thể làm các loại bánh, các loại món nướng, hoặc là các bạn có thể thay thế mật ong trong các công thức nấu ăn khác. Và hãy sử dụng cái chất tạo ngọt thông minh này để cung cấp canxi cho cơ thể nhá. Và vừa rồi bác sĩ đã liểm cho các bạn rất nhiều những cái thực phẩm mà tốt cho sức khỏe của xương, không chỉ cung cấp canxi, vitamin D, ngoài ra còn cung cấp cả kali và magie nữa. Và tất cả những khoáng chất này sẽ giúp cho bạn có một bộ xương chắc khỏe. Và đừng quên check cái đường link mô tả phía dưới video này để có thể là khám phá thêm những thông tin hữu ích khác nhé. Và đăng ký bấm chuông kênh YouTube của bác sĩ Vũ Đại Dương để nhận được những video hữu ích cho các bạn mỗi ngày. Còn bây giờ thì bye bye.